Nó làm nguyên độ luôn không mày? Chứ không phải khiên không phải không? Làm nguyên độ luôn phải không? Nguyên độ. Hai ba đứa thì làm ba đứa. Chúng con nghe đâu ngờ rằng
không ai bấm bằng Phật chúng mê thắng đổ bằng vương chí bồ đề đại bê đại
Phật
Xong thì mời hết tất cả anh chị em hai bên chúng ta vô đốt nhang tiễn biệt rồi em út về đến nơi yên nghỉ cuối cùng để không còn thời gian. Kính thưa ông bà cô bác, tôi xin cảm tạ. Kính thưa ông bà cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, giờ tôi xin thay mặt gia đình cho em tôi Phạm Văn Út đã lâm cơn bệnh ngặt nghèo. Gia đình hết lòng chạy lo thuốc thang và y bác sĩ điều trị, nhưng cơn bệnh không giảm nên em tôi đành chút hơi thở cuối cùng lúc 1 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm Nhâm Dần. Em tôi hưởng được 49 tuổi. Đây là sự mất mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quyến thuộc chẳng ngại đường xá xa xôi nhín nhúc thời gian giờ quý báu để đến thắp hương lòng tịnh tài tịnh vật cầu nguyện em tôi sớm cho đăng Phật quốc những thâm tình đó. Tôi xin tạc giả ghi lòng không bao giờ quên. Chốc lát nữa đây em tôi đến nơi an nghỉ, xin nhờ cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón em tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung trà thân mật. Gia đình xin đáp tạ trong lúc tan gia bối rối có chi sơ sót, xin ông bà tha thứ lỗi tan gia đồng kính báo. Rồi đến phần rồi tụi con giải tán, đến phần của anh chị em hai bên bên chọc cũng như bên giờ chúng ta bước vào lễ viếng để không còn thời gian nữa thì chúng ta
ngày số đông nhẹ nhàng hồn hết, ta phải mau quá, họ đi qua, giờ nhà cả táo ra rồi, vậy thì bữa đây anh nhà làm thắng tốt, cả đi cho ra bơi chứ quên, mau mau điều khiển tàu hòa, đưa đi chủ nhân luôn ra một cái này đi là đánh, đúng không?
Sáng thằng mở cái bộ ta thì không biết cái của rồi. Không biết tao vô rồi. Đúng rồi. Đây có nè. Trời ơi, trời ơi. Thái độ đất lẹ. Không ăn rồi, ngồi đem cái chân ngựa đem để ra cho tao lên dây. Quá cho nó Di Quan, đã đến giờ tiếp giật lương thần, chánh hóa Di Quan gìn giữ đạo tỳ, bổng minh cũ ký du sa tượng ơi. Ngồi giống ba đi kệ đó. Cũng đậu ba hồi giống ba được rồi. Ủa trong đi. Tới giờ khi cái hàng mới quýnh không? Không có quýnh nè. Không sao mà nổi. Giờ giống lộn lên giờ.
Rồi, vào đeo mẹ đúng kiểu. Có ai đó thải cho nó cái ghế cho nó để chỗ này đi, để chỗ này nó vô quá. Lấy giùm các cái mũ đi. Cái mũ đó. Ghế đó không được, ghế nào cũng được, những ghế thôi. Thủ Tây Phương em là
đậu. Chứ nó bỏ nó chết rồi. Đừng có nhớ mình nữa nha, đừng có nhớ. Rồi. Ở đây kêu vợ đó kêu mà sao mà được. Được rồi. Con số hôm nay là đứa qua. Rồi rồi rồi. Rồi rút dây. Rút dây. Rồi rút dây.